Các em giải bài toán sau, giải phương trình căn của 2 sơ trừ sơ bình phương bằng x sơ mũ 4 trừ 2 sơ bình phương cộng 2. Các em nêu cách giải và thực hiện giải và nêu cái hướng giải của mình ở cái phần dưới video các bạn nhé. Chào các bạn.